Chào các bạn đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc xe đạp đua full carbon toàn phần hiệu Chia Kia của Mỹ. Sau lưng em đây và bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho các bạn xem nhé. Và như các bạn đang nhìn thấy cho trong khung hình đây là chiếc xe đạp đua hiệu Chia Kia, các full carbon toàn phần từ khung cho đến càng các bác nhé. Full carbon toàn phần ở phần khung. Đấy, thì như các bác thấy từ nãy giờ là cái mayer nó quay rất là bon. Mayer bi vòng từ đằng trước đằng sau là đều là bi vòng hết. Mayer bi vòng toàn bộ. Trước thì tôi khỏi nói rồi, đằng sau thì nó có cái cối lít thì nó dừng trước. À. Bánh là bánh 700C, tất cả những cái xe đua này đều là bánh 700C rồi. Khung carbon hết, tất cả là Chia Kia. Về phần yên là yên rất là đẹp. Trang bị cấu hình của chiếc xe này thì được trang bị cấu hình Shimano 105. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 lít đúng rồi, Shimano 105. Đùi đĩa là SRAM Rival. SRAM này là một thương hiệu lớn ngang tương đương, thậm chí là còn nhiều cái tốt hơn của Shimano Nhật. SRAM. Khung thì carbon toàn bộ, về phần sơn thì còn khá là đẹp, rất là đẹp. Đấy. Trên phần thân xe thì nó có một số cái đề can đề kiếc của chủ cũ đi. Cái này nâu Scala qua là sạch. Chia Kia Team này. Từ các cái cồn vòng long đen, cồn bát, tất cả là carbon hết rồi. Khoanh trước quay rất bon. Thì những cái đòi như thế này thì là cái cọc yên nó liền như này. Cọc yên liền thì như một số bác thì bảo là cọc yên liền thì không chỉnh được, không phải. Cái này là nó dùng cho nó dành cho những cái người đạp mà có chiều cao tới đâu thì sẽ cái này sẽ lới ra. Vẫn chỉnh được các bác nhé. Lới hai con ốc phải ra, nhấc cái chụp cọc yên này lên. Sau đó là cưa cho đến cái mà chiều cao của mình, bởi vì cái size này thì nó cũng chỉ có phù hợp với một số chiều cao nhất định. Và các bạn có thể chỉnh cái phần cao thấp là bằng hai con ốc này. Cái cọc yên này sao các bác hình nó như gồm cái mũ chụp, nó chụp lên cái cọc yên này và vẫn chỉnh cao thấp bình thường các bác nhé, chứ không phải là nhiều. Một số bác hồi trước em có cũng những cái dòng này này, các bác lại rất là lo ngại về phần yên cọc yên là cứng cố định thì không chỉnh được độ cao thấp, vẫn chỉnh bình thường. Chỉnh qua hai con ốc này, lới lên và sẽ là đưa cái chụp này lên cao hoặc xuống thấp. Đấy. Và mình muốn xuống thấp nữa thì mình có thể cưa bớt cái phần này đi là xong. Và vẫn chỉnh được độ cao thấp trong khoảng là khoảng 6-7mm, 6-7cm gì đó. Vẫn chỉnh bình thường các bác nhé. Đấy, đùi là đùi SRAM Rival, chụp rỗng. Đây các bác có thể nhìn thấy rỗng luôn. Gạt đĩa là gạt đĩa Shimano 105. Củ đề là Shimano 105. Lip Shimano 105 11 tốc độ. Bánh là bánh khối lổ đi vòng carbon toàn phần, lớp sơn khá đẹp. Tay lắc là tay lắc 105 luôn. Đấy, tay lắc 105. Quay chi tiết cho các bác. Về nước sơn thì đẹp, may ơi là vẫn đi vào hay thế này. Bây giờ em sẽ đo size và test chuyển động cho các bác xem nhé. Và bây giờ em sẽ kiểm tra cái phần chuyển số của chiếc xe này. Chiếc xe này là trong giá bán là không có pedal, còn khi các bác mua, tức là khi mà em nhập từ nước ngoài về là không có pedal. Thường những cái xe đua này là sẽ là rất hay như vậy, bởi vì tại sao? Bởi vì cái phần pedal là cái phần nâng cấp ngoài. Thì em sẽ đưa một cái pedal gọi là loại khá vào cho chiếc xe này để các bác sử dụng. Đấy. Vì thường ở nước ngoài là người ta sẽ giữ lại pedal theo giày của người ta. Đấy thì chiếc xe này nhập về là không có pedal, còn khi các bác mua là trong giá bán của em là đã bao gồm có pedal, chứ không phải là em tháo pedal ra để em cất riêng các bác nhé. Đây là em sẽ test chuyển động của chiếc xe này cho các bác. Đấy, lên số là rất mượt mà luôn. Bấm phát nào lên phát đấy.
Trả số. Đấy, trả số rất là nhẹ nhàng. Lên. Đấy, đĩa. Lên xuống đĩa. Lên đĩa. Lên đĩa. Đây là sẽ tiến hành đo size của chiếc xe từ tâm trục đạp cho đến cái phần khóa yên là size 46. Đấy, size 46. Còn trong lòng ngang từ trong lòng là 48 các bác nhé. Lòng ngang là 48, lòng đứng là 46. Vâng, em vừa test chuyển động của chiếc xe và chiếc xe chuyển số rất là mượt mà. Có 11 lít và 2 đĩa cho xe tổng có 22 tốc độ khác nhau. Size là size 46 giống đứng và 48 giống ngang. Full carbon toàn phần. Xe trong video là em nhập về là không có bedan, còn khi các bác mua trong giá bán đã có bao gồm bedan. Bedan dạng mới loại tốt. Đó. À, một số cái chùa cũ ở nước ngoài thì người ta hay giữ lại bedan để người ta đi theo giày, người ta bedan cài giày. Và về phần cọc yên thì như em lúc nãy trình bày là có thể chỉnh được hoàn toàn các bác nhé. Nước sơn thì còn khá là đẹp. Vâng, chiếc xe đang được bán bên em với giá là 15.900.000, bao ship toàn quốc và tặng kèm phụ kiện cho các bác chuyển hết tiền. Bác nào đặt cọc thì em không bao cước được. Còn các bác quan tâm đến chiếc xe này thì nhắn tin Zalo cho em theo số 0975 709 943. Cảm ơn các bác đã xem video. Giá chiếc xe là 15.900.000, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền. Và cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.